Thưa quý vị, chợ hoa xuân là những sinh hoạt đặc thù tạo nên không khí vui vẻ, nhộn nhịp của những ngày Tết cổ truyền. Vào những ngày giữa tháng cuối cùng của năm cũ, cũng là lúc chợ hoa xuân thành phố Hưng Yên tưng bừng góp mặt với nhiều loại hoa, cây cảnh với đủ kiểu dáng, sắc màu, đa dạng chủng loại, tạo sắc xuân chào đón năm mới. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chợ hoa xuân nằm đối diện với quảng trường thành phố Hưng Yên, mở rộng về đường Chùa Đông, phường Hiến Nam. Đây là địa chỉ quen thuộc của người dân thành phố, cứ mỗi khi Tết đến xuân về, người dân lại đến chợ hoa xuân lựa chọn sắm cho gia đình mình một vài cây hoa ngày Tết. Năm nay, chợ hoa xuân được bán sớm hơn mọi năm, giúp cho các tiểu thương chủ động trưng bày các loại hoa, cây cảnh đón khách mua sớm. Chợ xuân năm nay nhất là sớm và nhộn nhịp. Tôi thấy là năm nay là đào quất rất đẹp và giá thành rất là phù hợp. Năm nay cái thị trường, cái thị hiếu của khách mua hoa rất là đa dạng, mang màu sắc của các vùng miền, ví dụ như mai của miền Nam, đào của miền núi phía Bắc, rồi quất của quê hương Hưng Yên, quất của các tỉnh khác nhập về. Chất lượng của các sản phẩm càng ngày càng đẹp lên. Với hàng trăm gian hàng bày bán đa dạng các loại hoa cây cảnh phục vụ nhu cầu của nhân dân chơi Tết, như các loại hoa cây cảnh, cây thế và các sản phẩm chế tác từ gỗ, đá bán quý đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có cả những gốc đào phai cổ thụ của Hà Nội, mai vàng của tỉnh Bình Định và hoa lan của thành phố Đà Lạt. Các loại cây quất chum, quất tiểu cũng được người dân ưa chuộng, đặc biệt là các hoa đào đá Sapa, đào thế, đào phai. Tôi cũng thấy là người dân đi mua sắm rất là nhộn nhịp và tôi đã tiêu thụ cái sản phẩm đào đá của tôi rất là nhiều từ khi tôi mang về đây đến giờ. Là người con sống xa quê, năm nay anh Phan Anh Hùng về quê ăn Tết tại quê nhà. Anh cùng bạn bè đi chợ hoa xuân và cũng có những cảm nhận về sự thay đổi của quê nhà. Có nhiều loại hoa, có nhiều loại thế, thấy cái sắc xuân nó đã về. Và đặc biệt trong những ngày cuối năm mà cũng chuẩn bị năm mới là cũng mong muốn quê hương mình nó sẽ có sức xuân. Năm nay kinh tế có phần khó khăn. Các tiểu thương đã lựa chọn nhiều loại hoa với giá từ vài chục đến vài trăm một cây quất. Cây đào có loại từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy loại hoa và thế cây. Các loại hoa lan có giá từ 100 tới 120.000 đồng trên cành. Người dân có thể lựa chọn cho gia đình mình những cây hoa, cây cảnh mà mình ưng ý cả về giá và loại hoa phù hợp. Do chợ hoa xuân năm nay được tổ chức sớm nên các tiểu thương đã bán được khá nhiều, tạo không khí phấn khởi cho người bán và người mua. Chợ hoa xuân cũng góp phần quảng bá thương hiệu cây cảnh Văn Giang Hưng Yên, đồng thời cũng tô điểm cho sắc xuân ngày Tết